Thánh Cipriano, giám mục tử đạo. Thánh Cipriano là một khuôn mặt sáng chói trong giáo hội sơ khai, là một người Phi Châu hồi còn là lương dân, với những tài năng đặc biệt của một giáo sư dạy khoa hùng biện và của một luật sư, Ngài đã buông mình theo thú vui như một thanh niên thời đó. Nhưng khi nhờ cha Cosiliano đưa trở lại với đức tin Kitô giáo, Ngài đã hết lòng tự hiến đời mình để phụng sự Chúa Kitô, quyết sống độc thân, bán hết gia sản và nhà cửa để phân phát cho người nghèo. Ngài cũng từ bỏ văn chương để học hiểu Kinh Thánh, một số tác phẩm và một số tuyển tập thư tín của Ngài là phần đóng góp cho nền văn chương Kitô giáo. Với cuộc sống như vậy, chẳng lạ gì khi vừa trở lại đạo, Ngài đã được thụ phong linh mục và năm 249 được chọn làm giám mục Carthage dưới sức ép của hàng giáo sĩ và giáo dân. Ngài đã có được mọi khả năng và đức tin mà một giám mục có thể có được. Với hết tâm lực, Ngài tìm cách nâng cao nếp sống luân lý đạo đức của một đoàn chiên sau nhiều năm phóng túng vì cuộc bách hại. Đặc biệt, Ngài đã viết truyền đơn chống lại sự thế tục của các trinh nữ tận hiến. Một năm sau khi được tấn phong, năm 250, Hoàng đế Decio bắt đầu một cuộc bách hại đầy nguy hiểm vì được tổ chức có hệ thống. Ông bắt mọi người phải dâng lễ kính thần minh của ông. Nhiều Kitô hữu đã tuân phục, một số khác tìm cách mua những giấy chứng nhận để được yên thân vì nghĩ rằng giáo hội không thể thiếu một vị giám mục khi phải đương đầu với cơn bão táp. Từ nơi trú ẩn, Ngài viết thơ hướng dẫn đoàn chiên. Cuộc bách hại chấm dứt sau cái chết của Decio. Nhiều người Kitô hữu chối đạo trở về với giáo hội. Thánh Cipriano chủ tọa một công đồng trong đó quyết định rằng những người dâng lễ kính thần minh chỉ được tha tội trước khi chết, còn những người chỉ mua giấy chứng nhận thì được tha sau một thời gian thống hối. Novato, một linh mục, và Felicissimo, một phó tế, đã ly khai vì muốn tha ngay. Thánh Cipriano đã hỗ trợ cho Đức Giáo Hoàng Cornelio chống lại nhóm ly khai theo Novatiano, cùng với nhiều lá thư Ngài gửi cho các Kitô hữu Roma, một khảo luận về sự hiệp nhất giáo hội. Trong đó, Ngài nhấn mạnh tới thượng quyền của đấng kế vị Thánh Phêrô. Năm 253, một cơn dịch lan tràn khắp đế quốc. Các Kitô hữu ở Carthage quảng đại phục vụ các nạn nhân, nhưng người ta mê tín lại cho rằng các thần minh đã giận dữ với người Kitô hữu. Hoàng đế Gallo mở một cuộc bách hại mới, một sắc lệnh mới tha tội cho mọi hối nhân để họ đứng vững trong đức tin. Sau vậy, cuộc bách hại đã không dữ dội ở Carthage và đức cha Cipriano không bị quấy rầy. Chẳng may có sự tranh chấp giữa thánh Cipriano với đấng kế nhiệm thánh Cornelio là đức giáo hoàng Stefano về việc rửa tội lại cho người đã được rửa tội trong lạc giáo. Cuộc ly khai đã không xảy ra vì đức Sisto kế vị đức Stefano được giữ tập tục của mình. Năm 257, hoàng đế Valeriano lại khơi dậy cuộc bách hại. Thánh Cipriano là nạn nhân của cuộc bách hại này. Các tường thuật về cuộc diện kiến của Ngài trước quan tổng trấn và về cuộc tử đạo của Ngài dựa trên các tài liệu chính thức của một người đã được mục kiến trước mặt tổng trấn Bateno.
Ngài tuyên xưng đức tin và không chịu nộp danh sách các linh mục. Ngài bị đày đi Kurubis, một thành bên bờ biển, là nơi Ngài viết khảo luận cuối, khuyên nhủ can đảm chịu chết vì đạo. Vào đêm trước khi bị lưu đày, Ngài mơ thấy mình bị chặt đầu vào năm sau. Quả thật, năm sau, vào mùa thu năm 258, có sắc lệnh sử các giáo sĩ, Ngài bị điều về trước mặt quan tổng trấn mới là Galerio Maximo. Sau một đêm sống với đoàn chiên, sáng 14 tháng 9, Ngài đứng trước quan tòa và bị chất vấn: "Ngươi là Tasio, thượng tế của bọn người phạm thánh phải không?" "Phải." "Đức Hoàng thượng dạy ngươi phải dâng lễ tế các thần minh." "Tôi sẽ không làm." "Hãy nghĩ lại đi. Quan hãy làm như chỉ thị. Khi đường đi ngay thẳng, lại phải suy tính làm gì?" Quan tòa ra lệnh xử trảm thánh nhân. Ngài truyền đem 25 tiền vàng thưởng cho Lý Hình. Các Kitô hữu thi nhau thấm máu người làm kỷ vật. Đêm hôm sau, các Kitô hữu đã rước đuốc mang thân thể Ngài mai táng trong phần mộ của Macrobio Condidiano, một quan chức Roma, trên đường Mapala gần các hồ nước. Một ít ngày sau, quan tổng trấn cũng theo Ngài tới phần mộ. Chúng ta có được bản ký sự về thánh Cipriano do phó tế Pontio của Ngài viết. Trích theo vết chân người của linh mục Phaolô Phạm Quốc Túy.